chúng ta cần 10.000 giờ để thành chuyên gia, để thành chuyên gia một cái gì đấy. Thì mọi người tưởng tượng với một ngày chúng ta làm việc gọi là bình thường là 8 tiếng đi, mà tập trung chắc chỉ là tầm 4 tiếng thôi, còn lại thời gian sao nhãng các kiểu, hay kể cả có rất chăm chỉ một ngày chỉ phải 10 tiếng thôi, còn là thời gian khác nữa. Thì 10.000 giờ mọi người mất bao nhiêu ngày? 1.000 ngày. 1.000 ngày thì mọi người mất hơn 3 năm rồi. Thì mới thành master thì làm sao mà mình có thời gian là nhìn thằng này nhìn thằng kia, lại làm mỗi thứ một tí thì không thể làm được. Thì là đấy là suy nghĩ của mình sẽ chỉ tập trung vào một cái, và đến khi nào mình nhìn thấy rằng cái đấy không còn bài toán gì giải quyết nữa thì mình sẽ làm cái khác. Mày nghĩ chẳng bao giờ có chuyện là không bài toán giải quyết cả. Chào mừng các bạn đến với podcast Người Trong Môn Nghề, podcast hướng nghiệp dành cho người trẻ Việt. Và mình là Việt Anh. Hôm nay thì mình có mời đến đây một khách mời là người anh thân thiết của mình, là anh Minh Giang. Một người mà mình tin là với kinh nghiệm và trải nghiệm của anh thì anh sẽ có thể đem đến những góc nhìn độc đáo về câu chuyện nên đi sâu hay đi rộng trong một lĩnh vực. Và không để các bạn chờ lâu nữa, mình cùng làm quen với khách mời ngày hôm nay. Xin chào anh Giang. Okay. Anh có thể giới thiệu một chút về bản thân anh này và hành trình học tập và sự nghiệp để cho các bạn khán thính giả của kênh podcast Người Trong Môn Nghề có thể hiểu rõ hơn về anh được không? Chào các bạn, mình là Giang. Trước thì mình theo học ở trường Bách Khoa, sau đấy thì mình có được học bổng sang bên Nhật, và sau đấy thì mình cũng quay trở lại Việt Nam và mình thành lập một công ty về phần mềm. Và sau đấy thì đến bây giờ thì mình vẫn tiếp tục theo sự nghiệp phần mềm thôi. Anh có nhắc đến câu chuyện là được học bổng ở Nhật. Thì anh học ở Nhật bao lâu, và cái trải nghiệm học tập, anh có làm việc ở Nhật không? Mình thì tham gia cái chương trình ở bên Bách Khoa, thì một cái khóa, một khoa thì đúng hơn, tên là HESPI. HESPI thì một khoa liên kết với bên Nhật để đào tạo về kỹ sư theo chuẩn công ưu tiên chuẩn của Nhật Bản. Thì mình học ở Bách Khoa khoảng 2 năm, khoảng 2 năm rưỡi, và chính xác khoảng 2 năm rưỡi. Vâng. Và sau đấy thì học được học bổng thì sang bên Nhật 2 năm. Và trong thời gian ở Nhật thì mình cũng có làm thêm ở một vài công ty. Và sau khi tốt nghiệp về thì vì bọn mình học Nhật học bổng của chính phủ bắt buộc phải trở về Việt Nam. À. Đó. Thì sau đó thì mình có nhận một job của một bên công ty về game để mở một cái studio cho họ ở bên Việt Nam. Nhưng mà sau đấy thì mình làm ở đây khoảng 1 năm, thì mình cũng ao ra để mình làm công việc khác để mình thấy phù hợp hơn. Đó là công, tức là anh đã làm cho một công ty Nhật về game, và đúng sau rồi, đó thì rồi nhảy ra bên ngoài làm một cái công việc mà anh cảm thấy phù hợp hơn. Thế thì đúng cái rồi, công việc phù hợp hơn đấy nó là cái gì? Cái thời điểm mà mình làm về game ấy, thì mình thấy nó khá là, tức là công việc thì khá là hay, mình cũng rất là thích. Vâng. Công việc làm rất là chuyên sâu, phải đi tối ưu hóa game. Ví dụ mọi người ai cũng đã từng chơi game rồi thì sẽ có những cái sự khác biệt giữa game mượt và game không mượt. Từ khi bị giật lag chẳng hạn, thì thời điểm đấy thì bọn mình mất khoảng đâu đấy khoảng 1 năm rưỡi để làm cho một con game chạy trên mobile khá là mượt, phải đi tối ưu từng, tức là nếu trong chuyên ngành thì phải đi tối ưu từng frame, từng làm sao để 1 giây có thể vẽ lên màn hình đâu đấy tầm 60 frame. Và sau thời gian đấy mình thấy mình không đam mê lắm về game. Mình rất thích công nghệ nhưng mà mình không thích lắm về game. Thì mình quyết định mình nghỉ thì mình tìm công việc khác. Thời điểm đấy thì mình cũng có suy nghĩ đến câu chuyện là đi học tiếp, học sang thạc sĩ hay là tiến sĩ học tiếp, thì cũng có khá nhiều lời mời. Tuy nhiên thì sau một thời gian gặp một vài người nữa thì mình đã dần thân vào câu chuyện startup nhiều hơn là câu chuyện đi học tiếp. Nhưng mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, đó là lĩnh vực khác vào đây mà anh... Mình thời đấy thì mình quay trở lại làm về phần mềm nhiều hơn. Và hồi đấy mình có nhận một lời mời làm về giải pháp bên trung tâm về tiếng Anh online, cho Topic Native cho mọi người đều biết. Thì lúc đấy mình có join vào đó với tư cách là, tức là part time thôi. Thì mình đi giải quyết các vấn đề về các hệ thống streaming cho bên họ, cũng như các hệ thống về scale hay là hướng dẫn anh em dev bên đó các cái gọi là design pattern hay là những cái phong cách dev để làm sao cho phần mềm nó hiệu quả. Đấy có phải là cái ngành học của anh không, hay là nó là cái đấy thì lại không phải là ngành học chính của mình. Tất nhiên là ngành học của mình vẫn là IT. Vâng. Nhưng mà khi mình ở bên Nhật thì mình làm thiên về các mạng, gọi là mạng, hồi đấy nó gọi là mạng là gì ta, mạng IoT. Mà hồi đấy thì nó IoT là nó gọi là ubiquitous ở bên Nhật hay ở bên thế giới, thì nó chưa, lúc đấy nó chưa rộng rãi cái thuật ngữ là IoT lắm. Mà trong giới nghiên cứu thì nó hay gọi là ubiquitous, mình không biết phát âm có đúng hay không. Thì nó cũng nghiên cứu về các cái thiết bị phát sóng không dây và kết nối với nhau, ví dụ sensor hay là những thiết bị kiểu như là đèn thông minh hay là camera thông minh gì đấy để kết nối tạo thành một cái mạng lưới. Đó. Thì hồi đấy mình có nghiên cứu về cái đó. Thì mình làm tốt nghiệp cũng về chủ đề đó. Về câu chuyện là làm sao để xếp được một cái mạng lưới đó một cách an toàn và một cách nhanh chóng.
Tức là anh học về IoT, về gọi là Internet of Things đúng không? Đúng rồi, vâng. Internet of Things đó. À, tức là nó sẽ là câu chuyện thiết bị thông minh. Cái kết cuối cùng là mình lại tập trung vào làm phần mềm. Đúng rồi. Cái câu chuyện đấy nó thực sự là do mình thích như thế hay là nó gọi là hoàn cảnh xô đẩy anh? Cũng có thể một phần hoàn cảnh xô đẩy, vì thực sự ở Việt Nam thời điểm đấy, cách đây khoảng độ 10 năm, khoảng 2013-14 đó, thì cũng rất ít các cái công ty làm về IoT đúng nghĩa để mình có thể dùng được các kiến thức học bên kia. Nên là lúc đấy mình bắt đầu là ok, mình sẽ quay trở lại làm software thông thường. Và thời đấy thì hầu hết các anh em, các anh khóa trên hay là các bạn của mình mà quay trở lại Việt Nam thì cũng phần lớn mọi người đều làm về phần mềm cả. Nên là lúc đấy chúng mình cũng quyết định thôi, mình quay trở lại là phần mềm thôi. Em bây giờ muốn thay đổi một tí không khí đi. Ok. Như em có nói là chủ đề của cái buổi nói chuyện ngày hôm nay nó là về câu chuyện đi sâu hay là đi rộng trong một cái lĩnh vực công việc. Theo cảm nhận của em thì anh là một người đi sâu trong một lĩnh vực. Thì tại sao anh lại chọn đi sâu như thế? Nó có lý do gì cụ thể không? Hay là đơn giản là dòng đời xô đẩy tôi đành phải trôi theo? Cũng không hẳn. Thực sự công việc của mình thì mình làm cả hai chiều. Vâng. Cả sâu cả rộng, nhưng mà mình sẽ focus vào sâu nhiều hơn. Tại cũng có thể câu chuyện đấy là sở thích thôi. Vâng. Thì quay trở lại tại sao mình bắt đầu với IT, thế quay trở lại câu chuyện đấy nó sẽ chính xác hơn. Vâng. Thì mình đã bắt đầu IT từ khoảng, mình nhớ không nhầm là năm cấp 2 thì phải. Cấp 2. Cấp 2 anh đã truyền tin? Không, mình không học truyền tin, nhưng mà được bố mẹ mua cho một máy tính. Vâng. Và thời đấy thì mình chơi điện tử mất khoảng độ một vài tháng mình chơi điện tử. Chơi game hồi đấy là đế chế này. Ừ. Rồi thì Half-Life đấy là khá là thịnh hành. Mà vâng. Chơi một thời gian cũng chán quá, cũng chẳng muốn chơi nữa, thì bắt đầu mới đi học lập trình. Thời đấy bắt đầu học lập trình về Pascal. Và cái thời điểm đấy mình có hai sở thích là lập trình và làm robot. Từ ngày đấy thì Việt Nam thì có cái chương trình Robocon, đúng không? Thì mình rất hâm mộ cái đấy. Và lúc đấy mình trong đầu mình chỉ suy nghĩ đúng hai ngành, một là IT, hai là làm về điều gọi là tự động hóa điều khiển tự động đó. Thì nhưng mình có cảm giác mình thích IT hơn. Và mình vẫn theo IT từ lúc đó đến sau lên cấp 3 thì mình không học chuyên tin. Mình học trường bình thường, nhưng mà mình theo về chuyên về lý thì đúng hơn. Thì lúc đấy mình ấy, cái sở thích về tự động hóa mình đã cao hơn. Nhưng mà run rủi thế nào mà khi vào trường Bách Khoa thì mình thi vào và được chọn vào cái chương trình này để thi tiếp cái vòng thứ hai. Thì mình chọn nguyện vọng một là chương trình Việt Nhật. Mình cũng không hiểu, mình cũng không nhớ lắm tại sao hồi đấy mình lại chọn chương trình Việt Nhật. Mình chọn chương trình đấy. Và lúc đấy thì mình điểm của mình vào thì đỗ được cả khoa kỹ sư tài năng và Việt Nhật. Nhưng vì mình chọn Việt Nhật rồi, điểm Việt Nhật thì thấp hơn bên kỹ sư tài năng. Mà vì mình chọn Việt Nhật rồi nên bắt buộc phải vào Việt Nhật, không thể chuyển được. Ok, thì mình vẫn theo Việt Nhật. Và lúc đấy thì bắt đầu mình cảm thấy mình rất thích. Mình làm cái IT mình thích hơn rất nhiều. Mình cảm thấy với các cái ngành giống như kiểu điều khiển tự động thì nó, cái yêu cầu về phần cứng, tức là yêu cầu về cái môi trường nghiên cứu rất là nặng. Còn với IT thì mình có internet mà, mình có tìm hiểu rất nhiều các thứ mà mình cũng không cần thiết đến trường có thể học được. Mình vẫn học trên trường, nhưng mà mình song song với đấy thì mình vẫn tìm hiểu các cái khác. Và mình thực sự mình lúc đấy mình cảm thấy mình thích. Mình có thể ngồi hàng ngày đến từ, thông thường mình hay ngồi từ tầm 8 giờ tối đi học về, chạy ăn uống các kiểu đến tầm độ 3-4 giờ sáng để làm gì, để code này. Hồi đấy thì tham gia một vài diễn đàn và code. Và sau đấy thì mình thấy rằng mình thích code chuyên sâu nhiều hơn. Tức là mình thích đi giải quyết các bài toán nhiều hơn và làm những bài toán. Tức là thay vì ở trên trường thì có rất nhiều các cái bài tập nhiều, nhưng mà mình lại thích làm những bài tập trên mạng hơn. Vì những bài toán có thể mình thấy nó hứng thú hơn, nó khó hơn. Và có những cái bài toán mà không có lời giải nữa, cái thời điểm người ta đưa ra không có lời giải, mãi về sau mình cung cấp lời giải, thì mình thích làm kiểu vậy hơn. Và cái đấy thì nó cũng đi theo mình đến lúc đi làm việc, thì mình cũng thích làm những cái gì mà gọi challenge một tí. Thì mình cũng có làm rất rộng, là mình làm cả back end này, trong IT thì mình cả làm back end này, làm cả front end này. Front end thì mình làm cả mobile, làm cả web, làm cả game, chứ cái gì mình cũng đã từng làm rồi. Nhưng mà sau một thời gian dài làm những cái đấy thì mình thực sự mình thấy thích làm back end nhiều hơn. Tại vì sao? Mình thích ngồi tối ưu, vì mình thích giải thuật, mình thích ngồi tối ưu. Mình ví dụ là mình rất 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 cảm thấy sướng khi mà mình có thể tối ưu
một cái hệ thống, ví dụ ban đầu concurrent đâu đấy từ tầm 1.000 đến tầm 10.000 chẳng hạn, nó là một cái challenge gì đấy mình cảm rất concurrent là hơn. Số người cùng một thời điểm, ví dụ một con server này cùng một cái nguồn tài nguyên như thế, ban đầu cốt theo kiểu A thì nó chỉ support được đâu đấy tầm 1.000 người online chẳng hạn, và sau đấy mình ngồi tối ưu để làm sao nó lên được 10.000 người online chẳng hạn. Thì sự mình thích cái điều đấy nhiều hơn, nên là từ lúc đấy mình lúc nào cũng trong bài toán đầu của mình làm về backend, mình thích cái đấy nhiều hơn. Lại quay trở lại câu chuyện là đi rộng, thì hồi mà mình bắt đầu start cái công ty khoảng 2015 thì ngoài câu chuyện làm về IT, mình làm cả kinh doanh nữa. Thì mình chính là sale, là người đi để kéo dự án về cho công ty rồi đi thuyết phục khách làm sao nhận dự án đi ABC gì ấy chẳng hạn. Thì thời điểm đấy mình làm song song cả kỹ thuật, nhưng mà hồi đấy mình sẽ làm về kinh doanh nhiều hơn và thường xuyên sang Nhật. Mỗi năm sang một năm sang Nhật chắc phải tầm độ 3-4 tháng thời điểm bên Nhật, cứ ngồi bên Nhật thôi. Và để làm sao mà thuyết phục khách hàng đi tìm dự án về cho công ty. Nhưng mình trong thâm tâm mình thì hay nói là, nhưng mà thực sự mình thích cái gì thì dần dần nó sẽ tiệm cận lại con số câu chuyện đấy thôi, quay lại câu chuyện đấy thôi. Thì mình sang bên Nhật và mình ngồi với khách hàng, thì nhiều khi khách hàng lại bảo thôi bọn mày có giải quyết được bài toán này không, thì thay vì gửi cho đội ở Việt Nam thì mình ngồi làm luôn với khách hàng. Nên dần dần mình quay trở lại, là mình quay trở lại code lúc nào không biết, và dần dần đến bây giờ thì mình nghĩ là mình chỉ thích code thôi, mình cũng không thích quá nhiều câu chuyện là đi làm khách hàng hay gì nữa. Tức là đến cuối cùng thì nó vẫn chỉ quay quay lại về cái đam mê từ cái thời trẻ đấy, đúng không? Mặc dù là mình cũng trải qua rất nhiều thứ, đúng rồi. Rất nhiều công việc, nhưng mà thế anh đã có những cái trải nghiệm cả đi sâu với đi rộng như vậy rồi. Như vậy kể cả trong vấn đề kiểu code đi, thì anh thích câu chuyện về backend, tức là code những thứ nền từ đằng sau. Trong đấy thì nó có một cái gì đấy gọi là chuyên sâu hơn không? Tức là nó sẽ có rất nhiều thứ phần backend. Phần backend thì hiện tại thì mình đang tập trung vào hai mảng chính, là hệ thống streaming vừa rồi. Nhưng mà hệ thống streaming thì mình hướng bài toán gọi là ultra low latency, tức là độ trễ tính bằng delay. Và câu đấy tầm độ hiện giờ thì đâu đấy nó sẽ độ trễ cực thấp, cực thấp để làm sao hướng những bài toán là ví dụ là video calling, gọi các bài toán liên quan đến kiểu như là truyền tin làm sao cực nhanh, các bài toán liên quan đến làm sao ví dụ các buổi phát sóng bóng đá vừa nãy anh vừa nói chẳng hạn, thì làm sao là người xem là gần như là xem luôn ngay lập tức và không có cái sự thay khác biệt lắm, gần như người ta không cảm nhận được sự khác biệt giữa nhà mình với nhà hàng xóm. Đấy là hai cái đấy rất hay đấy, bài toán. Và một cái mảng thứ hai mình cũng đang focus vì nó cũng hơi liên quan, nó là một hai bài toán nó liên quan đến nhau. Để cung cấp được giải pháp như vậy thì cần một bài toán thứ hai, là bài toán liên quan đến hệ thống phân tán hay hệ thống phi tập trung mà mọi người đang nói gần đây, nhưng mà mình không focus vào bài toán token hay là coin gì cả, mình sẽ hướng bài toán cái tầng công nghệ bên dưới là hệ thống phi tập trung. Vì vừa rồi mình có giải thích cho mọi người nhìn thấy cái khái niệm là CDN. Đó, cái CDN thì là bài toán phân phối, nhưng bây giờ phân phối phần lớn các cái hệ thống phân phối chạy ở những cái hệ thống DC tập trung, DC tức là data center, là những cái ví dụ bên Viettel hay là trung tâm dữ liệu. Thì ví dụ Việt Nam thì chắc là chính thì chắc đâu đấy tầm ba miền Bắc Trung Nam là Hà Nội, Hồ Chí Minh với chắc Đà Nẵng. Còn một vài cái tự phát thì mình không nói, nhưng mà phần lớn như thế, tức là nó thực sự cũng chưa thực sự phân tán. Thì mình đang hướng một bài toán thứ hai, là bài toán là làm sao tôi xây dựng một cái hạ tầng phi tập trung, thực sự phi tập trung, trong đó là nhà bạn có thiết bị thì nhà bạn chính là một điểm phân phối cho nhà hàng xóm chẳng hạn. Thì lúc đấy cái việc phủ mở rộng ra nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều và cái độ trễ nó sẽ giảm đi, và câu chuyện là cái việc chi phí nó giảm đi rất là nhiều, vì rõ ràng là cái hạ tầng nhà chúng ta đã sẵn sàng trả tiền rồi thì bây giờ mình dùng cũng chẳng sao cả. Thì nó cũng hơi giống mọi người những cái công nghệ mọi người dùng ngày xưa, ví dụ mình xem bóng đá kiểu socket hay là mình download file bằng torrent chẳng hạn. Đó, thì cái của mình cũng hướng bài toán kiểu như vậy, nhưng nó focus bài toán là cung cấp dịch vụ streaming ultra low latency dựa trên hạ tầng đó. Thì đấy là cái hiện tại mình đang đi sâu vào hai mặt đó. Ok, vâng. Đấy là một cái mảng em nghĩ là cũng sẽ có khá nhiều nhiều gọi là gì nhỉ? Challenge, thách thức thì cũng có, nhưng mà nếu giải quyết được thì em nghĩ cũng có khá nhiều đột phá. À đúng rồi. Bởi vì như vậy thì mình hoàn toàn có thể biến cái việc streaming, live streaming gần như là không có độ trễ. Và đúng nó rồi. Trở thành một cái gì đấy nó khá là phổ biến, phổ đúng thông, rồi, đúng thậm rồi. Chí là tất cả mọi người đều có thể tham gia vào được. Ví dụ bây giờ là tại sao cái truyền độ trễ thấp ấy, hay là những cái công nghệ ultra low latency nó không được phổ biến, mà phần lớn là những cái đơn vị rất là lớn mới cung cấp. Ví
vì thực sự nó là có chuyện về chi phí. Thông thường khi mà mình mua một dịch vụ như vậy, nếu mình không xây, mình mua một dịch vụ như vậy thì nó sẽ tính một phút, quá sẽ tính một phút. Ví dụ các cái đơn giá thông thường với cả một cái dịch vụ phát sóng độ chạy thấp về video thì đâu đấy người ta sẽ tính là $4/1000 phút. $4/1000 phút đấy không phải là 1000 phút bạn phát sóng đâu, mà 1000 phút những người xem ấy, ví dụ 10 người xem một cái kênh một tiếng thì nó là 600 phút rồi. 600. Nên cái chi phí rất là cao. Ngày xưa mình đã cung cấp một dịch vụ kiểu như vậy, à không phải mình cung cấp mà là khách hàng của mình muốn sử dụng một dịch vụ như vậy, và muốn họ muốn mình là đi dùng cái thứ ba để không phải mất thời gian xây dựng. Nhưng mà khi mình báo giá cho họ về mặt chi phí vận hành, ví dụ là chỉ tầm bậc đây vài chục nghìn người xem một thời điểm, với một kênh truyền hình rất là thấp, rất bé, chi phí người ta tính đến $1,000,000 một tháng. Và người ta bỏ ngay lập tức cái phương án là đi sử dụng cái bên thứ ba mà người ta tự xây. Lúc đó mình bắt đầu mình cũng là đi xây những cái giải pháp để cho họ, thì không, người ta có tìm cách để họ giảm được không phải $1,000,000 mà vài trăm nghìn. Nhưng với cái việc mà mình dùng cái công nghệ về phí tập trung thì mình nghĩ là cái giá sẽ giảm đi rất nhiều, và có thể cung cấp cái dịch vụ đấy cho một cái lượng lớn người sử dụng nhiều hơn nữa. Những công ty mà sử dụng những dịch vụ bình là xây dựng, tức là bình dân hóa đi, bình dân hóa câu chuyện là ultra low latency, làm sao ai cũng thể tiếp cận được một cách dễ dàng. Giống như Spy Room với đúng rồi, nếu mà Spy Room muốn dùng túi tiền của em cũng có thể dùng được, đúng không? Đúng rồi chứ không phải là $1,000,000 một tháng hay chịu. Đúng rồi. Ok, mình cũng nói khá tức là khá kỹ về câu chuyện là đi nó thông qua cái trải nghiệm của anh, nó là câu chuyện đi sâu về lĩnh vực lập trình, cụ thể đây là back end, và cụ thể đây bây giờ nó là câu chuyện về streaming và về tức là ultra low latency, tức là độ trễ cực thấp, và câu chuyện hạ tầng phân tán. Thì em thực sự là em có một cái câu hỏi thôi, là thực ra khi mình nhìn vào cái lĩnh vực IT, đặc biệt lĩnh vực IT đi, thì mình nhìn thấy là gần đây thì có ChatGPT này, hay trước đấy thì có những trend kiểu như là blockchain này, hoặc là data science, gọi là khoa học dữ liệu. Thì đó là những cái trend, những cái xu hướng mà thu hút rất nhiều sự chú ý, và thậm chí là chú ý không phải là chú ý không mà thu hút cả tiền nữa. Em nghĩ cũng thành công tiền bạc dành cho rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Mà em cảm giác là anh thì có vẻ là đang tập trung vào những thứ không, tức là không theo xu hướng kiểu như vậy lắm. Thì em tò mò đấy, anh có bao giờ anh thấy FOMO? Kiểu nhau nhỉ? Bạn bè hoặc là đúng rồi, trong network của anh chắc là bạn bè cũng sẽ có những câu chuyện mà một bước hai bước thành. Mình cũng được nghe rất nhiều câu chuyện về blockchain cũng như là về token, về coin các kiểu. Vâng. Và cũng rất nhiều lời mời để xây dựng cái này, xây dựng cái kia, nhưng mà mình vẫn nói từ đầu ấy, nó là câu chuyện đam mê. Mình đang thích cái kia và mình thấy rằng là mình đang có rất nhiều bài toán phải giải quyết về nó và mình chưa giải quyết xong. Thì mình vẫn phải làm tiếp. Và trong IT thì có rất nhiều ngành hẹp, ví dụ như là AI. Mọi người thấy là gần đây, cách đây tầm vài năm có Big Data đúng không? Vâng. Rồi AI đúng không? Xong rồi token, blockchain. Xong sau đấy thì gần đây là ChatGPT các kiểu này. Thì thời nào cũng có trend cả. Vâng. Nhưng mà theo suy nghĩ của mình là những người mà làm về nền tảng thì sẽ không phải chết. Ví dụ bên mình thì cũng có thể cung cấp vào cái hạ tầng hay những giải pháp về streaming cho những dịch vụ mà họ có sử dụng ChatGPT, hay có sử dụng blockchain, hay có sử dụng AI. Đâu chuyện đấy là chuyện bình thường. Tuy nhiên thì khi mà mình đi làm sâu thì mình sẽ được một cái lợi điểm, đó là mình sẽ nhìn được bài toán một cách trọn vẹn. Ví dụ là khi mình tập trung vào streaming thì phần lớn mình nhìn các công nghệ, mình sẽ biết được là vận hành như thế nào. Giả sử gặp một bài toán thì nên giải quyết như thế nào. Và cái việc đấy nó sẽ khác hoàn toàn khi mình làm rộng. Ví dụ mình theo trend thì thông thường một trend thì chắc là đâu đấy tầm 2 năm, khoảng 2-3 năm khoảng đấy, thì chắc không đủ thời gian để bạn master về cái đấy. Thì chẳng hạn mình cứ đuổi chạy theo mãi, chạy theo mãi thì cuối cùng mình chẳng master cái gì cả. Tức là cái gì mình cũng biết nhưng không đủ sâu để làm những cái thay đổi. Giống như kiểu câu chuyện là mình bảo vừa nãy là câu chuyện mạng lưới đó, là câu chuyện phi tập trung, thì mình cũng phải đánh đổi là đâu đấy khoảng độ đến bây giờ research đâu đấy tầm độ 8 năm, từ thời điểm ban đầu cũng bắt đầu nhen nhóm vào những ý tưởng như vậy, nhưng mà thời điểm mình không biết phải làm như nào, thì dần dần ngồi nghiên cứu các kiểu và trải nghiệm thì mới đưa ra được cái là nó nên như vậy hay nó nên như thế kia, và đưa ra được cái solution. Và mình nghĩ rằng bây giờ là cái solution mình chạy được, mình đang thử nghiệm một vài khách hàng rồi. Đó, cái đấy nếu mà mình làm rộng thì mình sẽ luôn luôn là có công nghệ A tôi đi làm, và hầu hết mình sẽ không
đi tạo ra cái mới. Theo suy nghĩ của mình là như vậy, có thể mọi người là khác, nhưng mình suy nghĩ của mình là nếu mình sẽ đi theo kiểu rộng và theo trend thì mình làm một cái A thì mình sẽ luôn luôn bắt chước thằng khác. Ừ. Chứ không phải là mình nghĩ rằng cái gì hoàn toàn mới, vì mọi người chắc là ai làm học thuật hay là anh em đều biết là có một cái chúng ta cần 10.000 giờ để thành chuyên gia, để thành chuyên gia một cái gì đấy. Thì mọi người tưởng tượng với một ngày chúng ta làm việc gọi là bình thường là 8 tiếng đi, mà tập trung chắc chỉ là tầm 4 tiếng thôi, còn lại thời gian sao nhãng các kiểu, hay kể cả có rất chăm chỉ một ngày chỉ phải 10 tiếng thôi, còn là thời gian khác nữa mà. Thì 10.000 giờ mọi người mất bao nhiêu ngày? 1.000 ngày. 1.000 ngày thì mọi người mất hơn 3 năm rồi thì mới thành master. Thì làm sao mà mình có thời gian là nhìn thằng này nhìn thằng kia, lại làm mỗi thứ một tí thì không thể làm được. Thì đấy là suy nghĩ của mình. Mình sẽ chỉ tập trung một cái, và đến khi nào mình nhìn thấy rằng cái đấy không còn bài toán gì giải quyết nữa thì mình sẽ làm cái khác. Mà anh nghĩ chẳng bao giờ có chuyện là không bài toán giải quyết cả. Em nghĩ thế, tức là nó luôn luôn công nghệ luôn luôn thay đổi mà. Đúng rồi. Thì nói chung là em nghĩ cái đấy là một câu trả lời khá là truyền cảm hứng là về cái chuyện là lựa chọn nó phải cũng phải đánh đổi nhiều anh nhỉ. Anh có anh đúng. Có phải đánh đổi gì không? Hay là đánh đổi thì để mình có thể được research, được nghiên cứu một cách gọi là thoải mái, một cái tự do đi. Vâng. Thì mình cũng phải đánh đổi. Ví dụ trước thì khi mình khoảng độ thời điểm đầu mà start mở ra công ty đầu tiên về phần mềm, thì mình làm cả kinh doanh, làm phát kiểu. Thì lúc đấy thì mình sẽ tập trung hơn nhiều về phát triển, gọi là gì ta, phát triển theo kiểu là công ty mỗi ngày một tốt lên về mặt doanh thu, rồi thì khách hàng chẳng hạn. Nhưng mà khi mình tập trung vào resource thì mình sẽ không thể làm tốt cái được nữa. Thì nó phải đánh đổi thôi. Mình muốn tập trung vào phần công nghệ hay mình muốn tập trung phần kinh doanh thì mình phải đánh đổi thôi. Và mình cũng sẽ mất khá nhiều những cái cơ hội khác. Ví dụ là bạn bè mình thì làm rất nhiều các công ty nước ngoài. Bạn bè mình làm cả ở công ty lớn bên Nhật hay bên Mỹ thì đều có cả. Và người ta, cái con đường của người ta thì mình nhìn thấy nó hơn. Nhưng mà hiện giờ nếu mà đứng về mặt resource thì mình nghĩ rằng là mình được có những môi trường mình được thoải mái resource đó, được làm những gì mình thích, vì mình resource trong công ty của mình. Thì mình sẽ được làm những cái gì mình thích. Có thể có cái việc resource là sai, có thể kết quả không ra đâu vào đâu cả, nhưng mình vẫn được làm. Mình sướng đã. Đấy là cái mình thấy sướng đã, mình được làm đã. Còn nếu mà khi chúng ta mà làm ở một bên ngoài mà không thuộc phòng nghiên cứu chẳng hạn, thì lúc nào mình cũng bị một bài toán là deadline về mặt sản phẩm phải ra, hay khách hàng rụp rồi, mình sẽ không thể nào được làm những bang bộc, những cái gì đấy mà mình thích nữa. Đó. Thì đấy là cái sự khác biệt mà mình nghĩ là mình đánh đổi, mà mình đến bây giờ mình thấy đáng đánh đổi. Về mặt kinh tế có thể mình sẽ không thể bằng những người khác, nhưng mà về mặt research thì mình thấy mình được làm những cái gì mình thích, đấy là mình thích rồi. Chưa bằng được anh, nhưng có thể... đấy, có chuyện tương lai. Chưa bằng nhưng mà cũng hơn rất nhiều người, em nghĩ thế. Mình cũng đã trao đổi với nhau, em nghĩ là cũng phải đến chắc phải hơn nửa tiếng về cái chủ đề này. Em nghĩ đây là một cuộc nói chuyện khá là thú vị, vì em cũng học được thêm rất nhiều thứ mới. Bởi vì em cũng là một người khá là đam mê về mặt công nghệ, gọi là đam mê, tức là nói đam mê với các anh thì nghe nó hơi quá, tại vì thực ra em chỉ là một người có sở thích, cũng tìm hiểu và thứ thôi, chứ còn nếu mà nói đam mê đấy sợ anh mắng. Nhưng mà tức là em cũng học được rất nhiều từ cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Thì em có một câu hỏi cuối cùng, thực ra đây là câu hỏi cuối cùng trong cái list câu hỏi của em. Okay. Đó là trong cái câu chuyện vừa nãy anh cũng có đề cập đến cái hành trình của anh, đúng không? Có nhiều cơ hội bỏ lỡ, cũng có khi nhìn ra bên ngoài thấy anh em làm tốt quá, ngon quá, mình thì ở đây vẫn ngồi research vẫn được. Thì có bao giờ anh cảm thấy nản chí không? Anh cảm thấy là cảm giác là khi, bởi vì em tin là khi đi sâu bất cứ lĩnh vực nào, em cũng là một người nói chung em cũng tham gia khá nhiều lĩnh vực, cũng thử khá nhiều thứ, thì em thường nhận thấy là đến một cái ngưỡng nào đấy mình sẽ cảm thấy hơi nản, và mình cảm thấy như kiểu mình đã phát triển đến giới hạn của mình rồi. Anh có bao giờ cảm thấy thế không? Và nếu anh có cảm thấy thế thì tại sao mà đến bây giờ anh vẫn ngồi ở đây và làm cái này? Thực sự là nản thì ai cũng lúc nản cả. Vâng. Như là mình có đọc một bài về câu chuyện là learning curve, tức là cái đường học. Learning curve, đúng không? Nó là ban đầu mình học thì cảm thấy học rất là nhiều. Trong khoảng một tháng đầu tiên học cảm thấy mình master mọi thứ. Đúng. Nhưng mà mình cứ làm dần, mình cuối cùng mình thấy mình chẳng biết cái gì. Nhưng phải vượt qua được thời điểm này. Thì bắt đầu mình thấy được những bản chất bên trong. Để mình được làm sâu hơn, mình giải quyết được nhiều hơn. Vì lúc trước, cái thời điểm mà mình đọc nhanh nhất, học nhanh nhất, thì phần lớn là mình học, gọi là lấy những cái gì có sẵn, sờ sờ ngoài kia rồi người ta có sẵn rồi. Và người ta sâu luôn cho mình, và mình gần, lúc mình học thì không đúng lắm, mình đi nhớ thì đúng hơn.
để nhớ lại cái người đã làm. Và sau khi đến cái thời điểm mà nếu mình muốn làm sâu nữa thì những cái đấy không đủ nữa rồi, vì không phải cái gì người ta cũng sâu hết ra ngoài kia. Thì lúc đấy là bắt đầu phải đi vào bản chất chất sâu. Thì lúc đấy cái tốc độ, cái nản chắc là câu chuyện là tốc độ thôi. Cái tốc độ để đưa ra kết quả nó chậm hơn rất nhiều so với trước. Về trước có thể đọc một bài báo, đọc một cái tutorial, đọc một simple gì đấy là ngay tức làm luôn, có thể trong vòng 1 tiếng 2 tiếng hay 1 ngày 2 ngày là xong. Nhưng cái thời điểm tiếp theo nó phải tính bằng tháng, tính bằng năm. Ví dụ cái thời điểm mà mình làm về phần mạng phí tập trung đi, thì ban đầu đọc rất là nhanh, rất dễ, cảm thấy dễ, làm cái gì xong. Nhưng xây dựng một bản và prototype đầu tiên chạy được nhưng mà không được như ý của mình, thì muốn để làm sao được như cái tốc độ của mình mong muốn, được những cái yêu cầu chất lượng mình mong muốn, thì mình phải đọc rất nhiều và mình mất đâu đấy khoảng độ 2 năm để đi đọc, để đi làm, để nghĩ về giải thuật, để nghĩ về giải pháp, thì bắt đầu ra được những cái ý tưởng, những cái solution và chứng minh solution nó chạy được. Đó, nên là nó cũng là quay trở lại câu chuyện vừa rồi, nản là có, vâng, nhưng cái nản đấy có cái đam mê của bạn có lớn hơn cái nản đấy không? Và bạn có cái thôi thúc là tôi muốn đi giải quyết bài toán đấy không? Đến khi nào mà cái thôi thúc giải quyết bài toán đấy còn lớn hơn cái nản đấy thì câu chuyện đấy có chuyện bình thường. Mình kể ngoài câu chuyện có thể mọi người không tin, có những hôm mình gặp một vài vấn đề mà mình ngồi cả một ngày từ sáng đến tối không tìm ra vấn đề, và mình chán quá, thế là mình đi uống bia với anh em, sau bia về là mình nghĩ ra. Và có những thời điểm mất khoảng 1 tuần liền mình có một vài lỗi và một vài cái giải pháp mình chạy không chạy được như mong muốn, rất là mệt và đi ngủ. Không hiểu tại sao trong giấc ngủ mình mơ ra giải pháp. Thì là trong lúc ngủ mình cũng ra được một cái hint, một cái gợi ý để mình làm và nó thành công thật, nó làm được thật. Nên là nó sẽ là nếu một cái động lực mình đủ lớn thì mình sẽ nhìn thấy cái nản đấy, mình càng muốn lên lần nữa. Giống như câu chuyện anh mình chơi game phải khó thì anh em mình có hứng chơi, đúng rồi, anh em dễ quá, còn game dễ thì anh muốn chơi đâu, đúng không? Thì đấy, nhưng mình mà nếu mà đi theo được cái game mà khó quá thì đúng là anh em cũng nản thật. Nhưng mà nó là một cái mức độ, đến mức độ ví dụ mình bảo là mình research vào tầm 10 năm trả ra thì chắc mình cũng bỏ luôn. Nhưng mà cái việc mà khi mình gặp một vấn đề mình cảm thấy nản và mình ngồi resource đâu đấy tầm 1 tháng 2 tháng 1 năm mà mình ra, thì thực sự lúc đó mình rất là sướng. Cái cảm giác lúc đấy mình thật phê, kiểu cảm giác kiểu phê mà mình thấy là cái thời gian bỏ ra là đáng đấy. Vâng, tất thưa cái trải nghiệm của anh về câu chuyện là đấy, nằm ngủ xong rồi tự nhiên nghĩ ra vấn đề, hoặc là tới đi uống bia hay gì đấy ra vấn đề, cái đấy là cái em nghĩ cũng khá bình thường. Em cũng hay như thế. Ok, tức không phải mình thôi, không phải mình anh, tức là gần như là tệ. Và rồi sau suy nghĩ em thấy là thực ra nó có nguyên lý của nó, tức là khi mà mình thực sự suy nghĩ về một vấn đề gì đấy, đúng rồi, và mình đắm chìm trong nó, thì nhiều khi là mình phải đứng lùi ra thì mình mới nhìn được ra, có thể như đã bán. Và có một cái là đầu óc thì nó không bao giờ dừng suy nghĩ, tức đôi khi mình có thể chuyển cái tập trung của mình sang một cái vấn đề khác rồi, nhưng mà đầu óc nó vẫn tiếp tục giải quyết cái bài toán đấy, và đến một thời điểm nó giải được rồi thì nó sẽ đưa cho mình ra kết quả, đúng không? Tức là em cũng rất tin vào cái việc đấy, em rất tin vào việc là thực ra mình nên chú tâm mình suy nghĩ thật nhiều về một cái gì đấy. Và khi mình làm cái gì cũng em thì cái trò gì, kể cả chơi game hay tất cả mọi thứ, em luôn làm mọi thứ với cái tinh thần kiểu như vậy, là sẽ cố gắng suy nghĩ kỹ nhất. Nhưng mà song song với việc đấy thì em sẽ gá vào, đưa vào các cái hoạt động mà nó không liên quan. Ví dụ như em đi em chơi đàn chẳng hạn, hoặc là em tập thể thao chẳng hạn, đá bóng gì đấy, thì nhiều khi là sau những cái hoạt động như thế, thực ra cơ thể mình nó hoàn toàn quên nó được, vì khi mình đang đắm chìm trong một cái hoạt động kiểu kia thì cơ thể đầu óc nó được thư giãn và nó quên cái việc đấy đi, thì tự nhiên nó lại ra được giải pháp. Chắc sắp tới mình phải học việc tập với anh. Em nghĩ là cũng anh em có thể đi đá bóng. Em nghĩ là bọn em có đội bóng khá là okay. Khá là yếu. Ok. Vừa nãy anh còn nhắc đến câu chuyện là về streaming, tức là đấy là cái ngành mà anh đã làm. Đúng rồi, đúng rồi. Và đúng rồi. Thì em thực ra là một người ngoại đạo thì em cũng không rõ lắm, và rất nhiều, em nghĩ rất nhiều bạn khán thính giả của kênh podcast Người Trong Môn Nghề của bạn sẽ không hiểu là streaming là cái gì, và cái ngành streaming đấy nó như thế nào, thì anh có thể giải thích một cách dễ hiểu được. Nếu mà không hiểu thì em sẽ hỏi lại. Ok. Câu chuyện streaming thì mọi người tưởng đơn giản rằng là hàng ngày mọi người đều xem YouTube, mọi người đều xem Facebook, các cái Facebook Live, YouTube Live. Thì streaming thì về cơ bản nếu mà đứng về
về thuật ngữ IT thì là câu chuyện truyền dữ liệu từ điểm này đến điểm kia một cách liên tục. Truyền dữ liệu từ điểm A đến điểm B một cách liên tục. Còn nếu mà đứng về góc người dùng mà người ta tiếp là người dùng bình thường tiếp cận nhiều nhất thì theo kiểu là streaming video là mọi người dễ tưởng tượng nhất, giống như mọi người like một buổi phát sóng nào đấy ở trên YouTube và mọi người nhìn được xem được cái buổi phát sóng đấy thì được gọi là live streaming. Kiểu như vậy thì mình cũng làm trong ngành liên quan đến các cái giải pháp về câu chuyện live streaming. Giải pháp về live streaming là ví dụ như là anh sẽ là người cung cấp, giả sử như em với Spy Room chẳng hạn, em muốn có một cái phần gọi là tính năng live stream để cho các khán giả là các tác giả lên để combat chiến đấu cãi nhau. Đúng rồi. Thời điểm đầu thì cách đây khoảng độ 8-9 năm gì đó. Quay trở lại thời trước mình khi mà research về IoT ấy, thì mình cũng đã làm về phần streaming rồi. Thì hồi đấy là mình làm về một cái sản phẩm là cũng giống như mọi người đang trường quay ở đây, thì mọi người có 3 camera, 4 camera. Thì thời đấy thì mình cùng một thầy giáo tên là anh Thật Rô, thì mình làm cùng với anh một cái dự án là một cái trường quay ảo. Cũng không hẳn ảo cho lắm mà trường quay mà cái người điều khiển các máy quay lại là người xem, chứ không phải là người quay ở đây. Thì đại khái như này nó sẽ là kết hợp cả streaming cộng IoT. Các thiết bị, ví dụ camera sẽ lắp trên các thiết bị có thể di chuyển được và điều khiển từ xa. Thì lúc đấy người xem ấy, người ta sẽ chọn được à, người ta xem cái camera nào. Thì lúc đấy là có một lượng lớn những người xem ở trên thế giới. Thì người ta sẽ xem và hệ thống của anh ấy sẽ là chọn ra cái việc là cái góc quay nào là nhiều người đang được chú ý nhất. Thì người ta sẽ tự động chuyển qua cái đấy. Thì lúc đấy mình lúc đấy cũng chỉ đóng vai trò là mình xây dựng cái hệ thống là làm sao chuyển tin từ cái camera đấy đến người xem và điều khiển được từ người xem, điều khiển ví dụ người ta bảo quay camera thì người ta sẽ tự quay và di chuyển theo hay di chuyển qua lại giống như một trường quay thật, nhưng mà sẽ không có người điều khiển bằng tay ở đây mà là tất cả qua dàn hình khán thính giả. Thì đó là cái tiếp đầu tiên về streaming, thì mình cũng gọi là cung cấp cái giải pháp về streaming cho anh ý, cho cái dự án của anh ý. Và sau đấy thì bọn mình cũng sau khi về Việt Nam, sau đấy câu chuyện game thì không hề liên quan gì đến streaming, mà sắp tiếp theo đó thì câu chuyện khi mà vào Topica Native thì cũng là cung cấp cái solution về streaming để làm sao người ta dạy học được trực tuyến. Nhưng mà thời đấy thì mình cũng chưa research quá sâu vì thời gian rất là ngắn, tầm khoảng đâu đấy mình nhớ khoảng hơn 1 năm. Thì mình chỉ xây dựng cái hệ thống để làm sao mà người ta có scale được, người ta để ví dụ chạy vài nghìn người, hàng chục nghìn người trong một thời điểm để dạy học với nhau. Mãi về câu chuyện streaming được đi sâu hơn, sâu nhất là được bắt đầu là từ khoảng năm 2014-2015. Thì mình sau khi nghỉ Topica, đã giải quyết xong bài toán streaming đấy rồi, thì mình quyết định mình nghỉ và cùng một vài bạn bè và anh em nữa thì xây dựng ra một công ty khác chuyên về phần mềm hơn. Bên kia thì chuyên về dịch vụ nhiều hơn, bên này chuyên về phần mềm hơn. Thì mình có nhận một cái bài toán của bên một bên khách hàng bên Nhật, bây giờ thì vẫn làm việc với bên mình. Thì khách hàng đó đưa ra một bài toán là làm sao tôi có thể cung cấp một cái dịch vụ là phỏng vấn trực tuyến. Và thời đấy thì có rất nhiều các công nghệ có thể giải quyết bài toán như kiểu thường flash, mọi người lúc đấy chat thông thường flash. Nhưng tất cả các công nghệ đấy khách hàng đều reject vì không đạt được cái yêu cầu tiêu chuẩn của họ về chất lượng. Nên là bọn mình mất khoảng đâu đấy khoảng 1-2 tháng, khoảng gần 2 tháng để đưa ra POC cũng như là research các cái giải pháp về streaming và xây dựng giải pháp về streaming để cung cấp solution cho bên họ. Và sau đấy họ mới bắt đầu đồng ý. Thì bắt đầu mới là quá trình xây dựng thực sự chuyên sâu về streaming, bắt đầu khoảng cách đây khoảng 8 năm là thời đó. Thì lúc đấy bên mình chủ yếu lúc đấy là cung cấp về giải pháp thì đúng hơn. Và sau đấy là sau khi họ đã đồng ý với giải pháp rồi thì sẽ cùng họ xây dựng sản phẩm. Và bên mình lúc đấy là phụ trách mảng chính là xây dựng cái phần ứng dụng và phần infra, tức là cái phần hạ tầng bên đằng sau về mặt streaming để làm sao người ta có thể phỏng vấn được với nhau. Và rất là may là khách hàng đấy vẫn phát triển tốt đến bây giờ. Và vẫn sử dụng dịch vụ bây giờ. Và mình có tìm hiểu thì bên đấy cũng là một trong những khách hàng mà cung cấp những cái gọi là dịch vụ top đầu về phỏng vấn trực tuyến ở bên Nhật. Phỏng vấn trực tuyến là kiểu phỏng vấn công việc đúng không anh? Hay là phỏng vấn... đúng rồi. Thì bên Nhật thì nó đặc thù, nó hơi khác Việt Nam. Ở bên Nhật thì mọi người sinh viên đi làm thêm rất nhiều, nhưng mà thông thường sẽ là làm thêm theo kiểu thời gian rất là cụ thể. Và người bên Nhật thì các doanh nghiệp bên Nhật mà cần sinh viên làm thêm theo kiểu vậy thường là các chuỗi nhà hàng này, hay là kiểu như là kiểu làm thêm theo kiểu ở công trường, chắc công trường không có, chắc phần lớn là nhà hàng. Thì người ta sẽ một chuỗi các nhà hàng thì người ta không thể nào yêu cầu phỏng ứng viên đến cái trụ sở người ta để phỏng vấn được, mà ở cái cửa hàng thì không có ai để phỏng vấn. Nên thành ra sẽ là
ứng viên sẽ là phỏng vấn với cả bên công ty qua một hệ thống online, và sau đấy là người ta sẽ là ghi lại hình ảnh đấy, ghi lại các nội dung đấy và có những câu hỏi bên trong buổi đấy để làm sao người ta đưa ra được quyết định là có tuyển bạn đấy hay không, thì là bên mình lúc đấy là cung cấp giải pháp đó. Nhưng cho em hỏi là tại sao người ta không dùng Zoom, Google Meet? Cái câu hỏi đấy thì cũng rất rất nhiều mọi người hỏi mình tại sao mình phải xây dựng hệ thống streaming trong khi bây thế giới có rất nhiều cái free rồi đúng không? Thì thực sự là đứng về việc khách hàng thì mình cũng không thể hiểu được họ cần cái gì nhé. Vì mỗi một business khác nhau thì khác nhau, nhưng đứng về mặt bên mình khi cung cấp giải pháp thì gì? Nếu mà mọi người mà đang dùng được Zoom rồi thì có nghĩa là nó matching mọi người rồi, thôi thì mọi người dùng Zoom thôi. Nhưng mà khi mà mọi người muốn xây dựng một cái business mà gọi là quản trị được thì mọi người cần có những giải pháp của mình. Ví dụ mình đưa ra một bài toán đơn giản thôi. Tự nhiên trong một buổi phỏng vấn mà Zoom có vấn đề. Thế thì người ta sẽ làm thế nào tiếp theo? Thì với bọn mình sẽ có những hệ thống backup. Giả sử hệ thống có vấn đề, vẫn có hệ thống làm sao để người ta phải phỏng vấn được 100%. Hoặc cho dù người ta không phỏng vấn được, cũng phải trả lời được câu hỏi cho người ta là tại sao người ta không phỏng vấn được, để cung cấp dịch vụ tốt mà. Tiếp theo nữa là câu chuyện liên quan đến phần quản lý. Thế thì bây giờ nếu mà là Zoom hay là Google Meet hay là những cái đấy thì thông thường mọi người sẽ không quản lý được là người ta lưu cái gì. Ví dụ có những buổi họp phỏng vấn mà thông tin những thông tin rất nhạy cảm thì giả sử câu chuyện là bị lộ ra ngoài thì sao? Thì nên là hầu hết những cái dịch vụ mà hướng đến enterprise thì họ rất để ý đến câu chuyện là privacy, nhất là bên Nhật, nên họ không hề muốn sử dụng một cái công cụ bên ngoài để có khả năng làm lộ dữ liệu của họ. Đây là cái điều thứ nhất. Và cái thứ hai là nếu giả sử họ dùng như vậy, một bên đối thủ cũng dùng Zoom thì sao? Thì lúc đấy họ chẳng có gì cạnh tranh cả. Thì lúc đấy là họ phải xây dựng hệ thống để làm sao là trong hệ thống đấy phục vụ được tất cả những bài toán của họ hướng đến bài toán phỏng vấn. Ví dụ là trong lúc phỏng vấn chúng ta có thể đặt câu hỏi. Có thể có những người đứng bên ngoài, giống như câu chuyện là mọi người xem phim Mỹ đúng không? Hay kiểu FBI thẩm vấn đúng không? Là có những người đứng đằng sau gương nhìn đúng không? Và cái người mà đang được nói chuyện là cũng không thể biết là ai với ai đúng không? Thì cái hệ thống này nó cũng tương tự như thế. Ví dụ ông giám đốc, ông ấy không trực tiếp phỏng vấn, nhưng ông ấy bất kỳ thời điểm nào ông ấy cũng có thể xem được xem là người ta đang phỏng vấn như thế nào. Và cái điểm thứ ba là người ta cần lưu trữ lại. Thời đấy thì bên Google Meet hình như là cũng chưa rộng rãi, hầu hết mọi người dùng Skype. Skype thì không có tính năng record. Mà rõ ràng trong một buổi phỏng vấn thì chắc chắn người ta phải lưu lại thông tin để làm bằng chứng, hay có bằng chứng thì hơi quá, để có cái căn cứ về sau để xem là mình có nên tuyển người đấy hay không. Giả sử cái người mà phỏng vấn, người thực hiện phỏng vấn, người ta không dám chắc là có nên tuyển hay không, thì ví dụ cái đội đằng sau người ta sẽ phân tích là ông ấy nói như thế hay cái biểu cảm như thế liệu phù hợp vị trí hay không, ví dụ như vậy. Thì đấy là cái câu trả lời là tại sao mọi người vẫn cần một hệ thống private thay vì dùng những hệ thống public như thế kia. Cái ngành streaming của anh ấy, thì sorry em hơi tò mò về câu chuyện streaming. Thì ngành streaming thì nó từ cái thời mà anh bắt đầu là cách đây như anh nói là phải chục năm. Đúng rồi. Đến bây giờ thì nó có thay đổi nhiều không anh? Hay, tại vì em thấy rõ ràng là vẫn là câu đúng chuyện truyền tải dữ liệu của anh. Đúng. Về bản chất thì nó không hề thay đổi. Vâng. Tuy nhiên nhưng mà về yêu cầu hay và những cái giải pháp thì thay đổi hàng ngày. Vâng. Mình chỉ nói đơn giản thôi. Cách đây khoảng 89 năm thì hầu hết mọi người xem YouTube thì đâu có biết 4K là gì đâu. Đúng không? Bây giờ thì mọi người bắt đầu đưa ra một cái tiêu chuẩn là ít nhất là tôi cũng phải xem được tầm Full HD. Còn xịn hơn nữa là 4K. Hay câu chuyện trong bài toán streaming, live streaming đi. Thì ngày xưa thì anh em mình cũng đâu có xem quá nhiều. Nhưng bây giờ mọi người có thể nhìn thấy là có những trận đá bóng mà số lượng người xem trên live stream có thể hàng triệu người. Và có số lượng lớn hơn rất nhiều. Và dần dần người ta lại đưa ra những bài toán yêu cầu cao hơn nữa ngoài chất lượng. Thì giống như anh em mình xem bóng đá thì đấy, có những bài toán là nhà mình mà xem YouTube, nhà hàng xóm mà xem bị trận. Đó. Thì bắt đầu người ta lại ra những cái yêu cầu cao hơn. Vì tôi muốn là độ trễ phải, ví dụ là ngày xưa là độ trễ tầm 30 giây là ok rồi, chẳng vấn đề gì cả. Nhưng dần dần nó hạ xuống là 10 giây, 5 giây, 3 giây. Và đến bây giờ thì có những tiêu chuẩn là dưới 1 giây hoặc 500 ms giây là những cái tiêu chuẩn mà tùy từng dịch vụ mà bắt buộc phải như vậy người ta mới cung cấp được. Tức là càng ngày nó càng sẽ càng chất lượng sẽ càng lượng cao, càng cao lên. Cái yêu cầu về mặt chất lượng thì nó cũng sẽ phải đi kèm với các cái gọi là môi trường xung quanh, ví dụ như là các cái hạ tầng về internet từ ngày một tốt lên. Ví dụ 10 năm trước thì anh em mình sẽ không thể nào có cái đường truyền ở hộ gia đình mà đến 200 mbps, chuyện đấy rất là khó. Còn bây giờ câu chuyện đấy quá bình thường rồi thì nó mới có thể đáp ứng được cái kia. Nhưng mà đi cùng với nó thì cái công nghệ cũng phải phát triển theo. Ngày xưa thì nó hơi chuyên ngành một chút, nó đơn giản. Ngày xưa bọn mình làm hệ thống streaming nó kiểu là phát sóng như kiểu online ấy, thì chỉ đơn giản là một vài server Nginx gì đấy, và sau đấy mọi người pull về với lúc cái độ trễ đồng 30 giây là ok rồi. Nhưng mà khi bắt đầu mà
đến gần đây mà cái việc mà để độ trễ mà tầm dưới 1 giây thì nó là một sự thay đổi hoàn toàn về mặt công nghệ. Thì nên mọi người thì có thể không nhìn thấy điều đấy, nhưng mà đằng phía đằng sau sẽ thay đổi hoàn toàn rồi. Giống như câu chuyện cách đây tầm chục năm thì hầu hết các công ty dùng CDN khá là ít, phần lớn những công ty lớn thôi. Nhưng gần CDN, CDN à, em nghĩ là anh phải giải thích một tí CDN okay. là cái gì chứ em cũng hơi khó đấy. Ok, CDN thì cơ bản nó thuật ngữ tiếng Anh nó gọi là Content Delivery Network. Mọi người cứ tưởng tượng là bây giờ giả sử công ty bạn có một cái bên Việt Anh có một cái server để mọi người có thể vào đấy lấy một dữ liệu và dữ liệu là giống nhau. Ví dụ mình chỉ đơn giản là một cái hình ảnh đi, một cái ảnh, một cái hình ảnh gì trên blog của trên cái trang spyroom.com đó. Thì giả sử nếu mà 100 người vào cùng đấy thì không sao cả, không vấn đề. Nhưng ví dụ mọi người cùng một thời điểm 1 triệu người cùng vào lấy cái nội dung đó, thế thì vì nội dung đó là cố định mà, vâng, đúng không? Thì lúc đấy rõ ràng là lúc đấy mình sẽ có một cái mạng lưới xung quanh để làm gì? Tôi đặt sẵn cái nội dung đó ở các server khác và mọi người thay vì vào server của Spyroom lấy thì mọi người sẽ lấy từ các server khác đó, thì ít nhất là không ảnh hưởng đến Spyroom cả. Lúc đấy kể cả nói là server Spyroom có quá tải gì ấy, chẳng hạn, thì bên kia người ta vẫn lấy được. Và thực sự cái việc đấy cũng là tránh cái việc quá tải của Spyroom đi. Thì đó là một cái giải thích đơn giản của câu chuyện để làm sao phân phối được. Vâng. Thì cũng giống như câu chuyện là mọi người đi mua hàng thì hầu hết chẳng bao giờ mọi người mua trực tiếp từ cái nhà sản xuất cả, thường là qua đại lý. Đúng rồi, thì đấy cái người đại lý thì cũng gần như là một cái đơn vị phân phối mà. Vâng. Thì ở trong IT thì cũng tương tự như vậy, thì CDN thì cũng là một cái các đơn vị phân phối lại cái nội dung có sẵn của mình thôi. Vâng. Để hiểu một cách đơn giản như vậy đó. Thì ngày xưa thì bọn mình cung cấp các dịch vụ kiểu như vậy thì cái độ trễ đâu đấy nó sẽ đâu đấy khoảng độ 30 giây cải thiện xuống tầm 8 giây, 7 giây, 3 giây gì đấy. Nhưng mà sắp tới khi mà cái việc mà yêu cầu mọi người mỗi ngày một cao lên xuống khoảng độ đâu đấy khoảng 500 đến 1 giây, 500 ms đến 1 giây thì sẽ cần một công nghệ hoàn toàn khác. Đó, công nghệ này nó sẽ hơi khác, thì có thể là tí nữa mình sẽ giải thích một cách chi tiết hơn để cho mọi người nhìn thấy cái điều đó. Vâng. Em lại hơi tò mò một câu hỏi. Thực ra thì thỉnh thoảng em xem đấy livestream YouTube đá bóng chẳng hạn, đúng không? Rõ ràng là em với cả một ông hàng xóm nhỉ, cùng xem một nguồn phát, tại sao của em lại chậm hơn của ông ấy? À, đúng, cái này thì nó liên quan đến... Tại vì cái này rất quan trọng ấy, đúng, tại vì em muốn nhanh hơn để không bị... Đúng rồi, không bị hô sau người ta, đúng không? Đầu tiên, thì cái câu chuyện để có thể nhanh bằng, câu chuyện nhanh bằng nhá, nhanh hơn thì người ta lại có, người ta muốn nhanh hơn mình, câu chuyện để nhanh bằng. Thì về mặt kỹ thuật đằng sau thì nó khá là phức tạp. Mình sẽ giải thích một chút về câu chuyện tại sao nó bị lệch. Vâng. Thì mọi người khi mà play các cái video ở YouTube hoặc là những cái kiểu nền tảng livestream thì thông thường nó có khái niệm mà buffer. Thì vì rõ ràng mạng của mình không ổn định. Vâng. Mà lúc nào mình cũng lấy một luồng dữ liệu mà tĩnh này, ví dụ mình bảo là cái đường truyền đấy người ta cung cấp yêu cầu ở đâu đấy khoảng độ 4 đến 5 megabit. Nhưng mà đường truyền của mình không phải lúc, cho dù anh em mua một cái gói internet khoảng 200 megabit nhưng không có nghĩa là bất kỳ thời điểm nào mọi người cũng có thể lấy được cái dữ liệu đấy về là 4 megabit. Nó có rất nhiều lý do, server của bên cung cấp quá tải hay mạng internet nhà mình quá tải, ông cái người sống cùng nhà mình người ta đang download chẳng hạn, nó làm chậm đi. Thì lúc đó nó sinh ra một khái niệm buffer. Thông thường các công nghệ cơ bản từ trước giờ thông thường nó sẽ để buffer rất là lớn, thông thường đâu đấy tầm độ 30 giây, để làm gì? Tôi sẽ down về trước. Cái nội dung mà mọi người xem được thì không phải là ngay lập tức lúc đấy mọi người xem đâu, mà nó đã lấy về từ lúc đấy trước rồi và nó để sẵn đấy để phòng trừ câu chuyện là khi mạng chậm thì nó vẫn có một chỗ để chạy tiếp. Thì nó cứ chạy và nó cứ đao về. Thì thành ra là câu chuyện là cái buffer của em với cả nhà hàng xóm có thể nó khác nhau. Cùng là 30 giây nhưng mà cái thời điểm về lại khác nhau. Có thể của nhà em là 30 giây, của ông kia là 26 giây, 30 giây đấy. Thì để cái câu chuyện này công nghệ đằng sau. Thì để câu chuyện để làm sao mình có thể nhanh bằng nhà hàng xóm thì thông thường mình có cái trick là tua ngay lập tức về thằng đầu tiên. Tua về đầu tiên để làm gì? Xóa sạch buffer đi để mình lấy cái thằng đầu tiên ngay lập tức về đã. Vâng. Thế thông thường cái trick mình hay dùng, giả sử nếu mà sử dụng những cái dịch vụ kiểu vậy thì mình sẽ tua. Còn tức là để giải quyết bài toán trước, để bài toán của về anh nói thì nó là một công nghệ hoàn toàn khác. Giống như vì anh nói bài toán đấy thì nó sẽ liên quan bài toán gọi là pull và push. Tức là pull là gì? Là tôi tìm cách tôi lấy về. Thì lúc đấy cái việc adaptive nó sẽ bị chậm. Ví dụ tôi muốn lấy một gói tin bên server thông thường, các cái dịch vụ vậy nó sẽ cắt thành những cái video bé, đơn giản như video bé tôi tầm 3 giây đến 5 giây hoặc 10 giây tùy nhà cung cấp dịch vụ. Nhưng gần đây chắc là đâu đấy nó sẽ bé tầm 3 giây.
thì cứ mỗi lần mình lấy 3 giây về, lấy 3 giây thì bản thân mình tự lấy về, và server không phải người gửi cho mình. Vâng. Đó, thì cái độ trễ chắc chắn nó sẽ đâu đấy khoảng 3 giây thì phải lấy về đã. Lấy 3. Tất nhiên có những cái kỹ thuật để nó giảm đi nữa, nhưng cơ bản thì nó không an toàn vì cái việc lấy của mình có thể bị chậm. Vâng. Thì nếu mọi người cứ giảm cái buffer bé quá thì có thể bị giật. Ừ. Đó, thì cái công nghệ này nó lại khác hoàn toàn so với công nghệ mọi người dùng, ví dụ dùng Skype hay dùng Zalo để gọi điện thoại với nhau, thì nó cơ chế push là không phải cái người xem là người chủ động lấy về, mà là server là người chủ động gửi về cho bạn. Ừ. Và server sẽ chủ động điều phối là mạng của bạn chậm, tôi sẽ giảm kích thước xuống, thay vì chờ bạn phải lấy xong cái gói tin 3 giây rồi bạn mới chọn một gói tin khác, thì có thể là tính bằng mili giây, sau vòng bao nhiêu mili giây tôi tự giảm kích thước cái đường truyền xuống. Nên mọi người khi mà mọi người so sánh cái gọi Zalo hay là dùng xem livestream của YouTube, đúng không, mọi người có thể xem livestream YouTube với chất lượng 4K cơ. Ừ. Nhưng không có nghĩa là mọi người có thể thực hiện cái cuộc gọi Zalo 4K. Ừ. Câu chuyện này hoàn toàn khác nhau, do là server là không phải nó là do cái khái niệm là cái đường truyền ổn định về là bao nhiêu. Vâng. Nếu mà mọi người mà muốn độ trễ gọi là độ nét cao thì phải đánh đổi luôn, thì phải là độ trễ phải cao một chút. Ừ. Vì nó sẽ cho thời gian để gọi là xử lý khi mà mạng bị chậm. Ok đó. Cũng khá thú vị. Okay. Chùa em thế bây giờ em sẽ biết cách để trích. Nói chung là ít nhất là tua lại từ đầu. Đúng rồi, tua lại từ đầu để cho nó lốt lại từ đầu thì đúng sẽ rồi, có thể đuổi kịp hàng xóm luôn. Đỡ bị em cảm thấy rất trầm cảm sau những cái tình huống, ví dụ như hồi xưa Việt Nam đá bóng ấy. Việt Nam đá bóng thì ông nào cũng to. Xong rồi đấy, nó cứ bị trạng thái là ông quán bia nhanh hơn em. Thôi. Mặc dù xem cũng buồn. Đó. Mình đã nói tương đối nhiều về câu chuyện là streaming, về ngành streaming này, cộng với là về cái kiến thức của anh và cái trải nghiệm của anh trong lĩnh vực streaming. Em nghĩ đấy là những kiến thức rất là thú vị. Như vậy là anh em mình cũng đã trao đổi trong buổi trao đổi khá là thú vị. Thực ra em nghĩ là trong tương lai biết đâu lại có những buổi khác nữa, tại vì em cảm thấy em còn rất nhiều thứ mà muốn hỏi, và em thấy là những câu chuyện của anh nó mộc mạc nhưng mà nó lại rất kỹ thuật này. Nó có một cái em nghĩ là nó có một cái năng lượng, hay là một cái năng lượng rất là tích cực. Thì thay cho lời kết đi, anh có muốn nếu bây giờ em hỏi anh một lời khuyên dành cho các bạn khán thính giả xem podcast Người Trong Nghề, là các bạn mà học sinh, sinh viên này, hoặc là những bạn đang đi làm ở giai đoạn đầu của sự nghiệp, thì anh có lời khuyên gì cho các bạn? Lời khuyên thì cũng nó hơi khó, vì mình cũng không biết đúng hay sai, đứng ở trải nghiệm của mình thôi, cá nhân thôi. Thì trong tâm niệm của mình thì lúc nào cũng làm gì là tập trung hết sức. Ừ. Tập trung hết sức và cố gắng tìm cái đam mê của mình. Ừ. Để làm sao là mình làm việc, tức là mình cảm giác mỗi ngày đi làm là niềm vui. Ừ. Chứ không phải mỗi ngày đi là phải xong việc để về uể oải. Thì mình bản thân mình là mình nghĩ đến câu chuyện làm sao để làm được điều đấy, tìm được cái công việc để làm sao mình mỗi ngày mình làm được niềm vui. Ví dụ công việc của mình bây giờ thì kể cả trong ngày bình thường hay cuối tuần thì hầu hết lúc nào mình cũng nghĩ về nó, nhưng đến nghĩ là nhiều lúc nhiều cái còn bị vợ mắng cơ đó. Và nếu mà như thế thì mọi người sẽ thấy hạnh phúc thôi, cảm xúc chung như này là chuyện không buồn riêng ai. Nhưng mà thực sự đấy mới là sống đối với em cảm giác là không. Để mọi người làm sao tìm được cái mà mình thấy đam mê và mình thấy dám cống hiến về nó, dám làm về nó mà nhưng vẫn phải mang lại thu nhập, chứ không phải mình làm cho đam mê và cuối cùng chẳng mang lại thu nhập gì cả. Vâng. Thì tất nhiên cái đấy thì cũng tùy người thôi, nhưng mình thì mình không hướng điều đấy, hướng đến điều đấy. Em cũng nghĩ thế, bền vững thì em, tại vì bọn em đã từng theo đuổi đam mê không tiền lâu quá rồi. Nên em hiểu rằng là nó thực sự nó sẽ tạo ra rào cản. Đúng. Đôi khi nó tạo ra rào cản ở cái câu chuyện là mình muốn làm nhiều hơn nhưng mà điều kiện nó lại không cho phép. Thế là mình cứ loay hoay trong cái câu chuyện là muốn làm tốt hơn nhưng mà lại không làm được tốt hơn vì không có nguồn lực. Xong nó cứ luẩn quẩn thế, và kiểu nhiều khi nó lại không đạt được đến hết tiềm năng. Thế thì cái trải nghiệm của mình đến cái hướng, cái vấn đề đấy thì là mình làm lúc đấy khi mà được gia đình vẫn còn hậu thuẫn. Ừ. Ví dụ thời mình vẫn còn đang đi học, mình vẫn mới ra trường 1 năm chẳng hạn, thì lúc đấy gia đình vẫn có thể chu cấp được một phần chẳng hạn. Vâng. Ví dụ tùy từng nhà, giả sử nếu có điều kiện như vậy thì rõ ràng anh em có thể sống theo đam mê mà. Cũng cần chẳng cần thu nhập nếu mà gia đình có thể chu cấp được cho mình, thì có thể lúc đấy anh em còn tạo ra đủ một cái bước đột phá lớn hơn nhiều. Ừ, lúc đấy đột phá xong rồi gọi là thay đổi thế giới trả lại cho gia đình gấp hàng trăm ngàn lần. Đúng rồi đấy, cũng tùy thôi. Vâng, ok. Như vậy là
chúng ta đã kết thúc một cái tập tiếp theo của podcast Người Trong Môn Nghề. Và mình rất vui là các bạn, nếu các bạn đã xem đến thời điểm hiện tại, mình hy vọng là các bạn cũng thu nhận được cho mình những kiến thức nhất định sau cái buổi nói chuyện với anh Giang ngày hôm nay. À, trong tương lai nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hay bất kỳ một thắc mắc nào đó, hoặc muốn đội ngũ Người Trong Môn Nghề làm một tập nào khác về một chủ đề nào bạn quan tâm, thì hãy bình luận ở phần bình luận của clip này. Và ở thời điểm hiện tại thì có lẽ cũng đã trưa rồi, em nghĩ là anh em mình đi ăn trưa. Okay. Và buổi podcast ngày hôm nay thì tạm thời kết thúc ở đây. Em okay. rất hy vọng là có một dịp nào đó lại tiếp tục được mời anh lên sóng để nói okay. các vấn đề ngoài kỹ thuật. Ok, mình rất sẵn sàng hơn. Vâng, thì bây giờ thì anh em mình cùng chào khán giả nhé anh nhỉ. Ok, okay. Chào tất cả mọi người.